Nữ doanh nhân lên tiếng xin lỗi Trấn Thành vì đọc lộn số tiền. Mới đây, nữ doanh nhân đã chính thức lên tiếng trước việc đọc lộn số tiền còn lại trong tài khoản kêu gọi từ thiện của Trấn Thành từ 9 triệu đồng lên 9 tỷ đồng. Chiều mùng 7 tháng 9, vào thời điểm doanh nhân Nguyễn Phương Hằng livestream, MC Trấn Thành cùng lúc đăng tải 1.000 trang sao kê từ đợt kêu gọi từ thiện, ủng hộ bà con miền Trung bị ảnh hưởng bởi mùa lũ năm 2020. Nhận thông tin về vấn đề này, bà Phương Hằng đã có những chia sẻ về hành động tự minh oan của nam MC. Theo đó, số tiền cuối cùng được Trấn Thành chuyển đi là 9.570.805 đồng. Tuy nhiên, nữ CEO lập tức khẳng định, bà nhận được thông tin nam MC chuyển hơn 9 tỷ đồng vào lúc 13 giờ 42 phút ngày 7 tháng 9. Có nghĩa là anh đã giữ số tiền này đến tận bây giờ và hành động này hoàn toàn giống với nghệ sĩ Hoài Linh trước đó. Cũng theo bà, đây là hành vi gian dối, tới phút cuối cùng mới lộ ra. Nếu không có tôi lên tiếng thì không biết số tiền này có được chuyển đi không, bà Hằng cho hay. Tuy nhiên, ngay lập tức, bà chủ Đại Nam đã được trợ lý của mình nhắc ngay trong livestream rằng số tiền chỉ dừng ở 9 triệu đồng chứ không phải con số 9 tỷ đồng. Thấy vậy, bà nhanh chóng đính chính, tôi lại tưởng 9 tỷ, tại tôi quen xài tiền tỷ nên tôi nhầm. Xin lỗi quý vị, câu trả lời tỉnh bơ của nữ đại gia lập tức thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Sao Sở Ta cho biết, không chỉ nhắc đến việc sao kê của Trấn Thành, bà Phương Hằng cũng khẳng định không ai có thể xác nhận số giấy tờ sao kê này là sự thật. Chỉ khi có kết quả điều tra của cơ quan công an, lúc đó mọi chuyện mới được phơi bày. Do đó, câu chuyện này thuộc về vấn đề pháp lý, không còn là chuyện của cá nhân bà. Việc đúng hay sai với nữ CEO không còn quan trọng. Điều quan trọng là có ẩn khúc gì trong việc sử dụng tiền từ thiện hay không. Nữ doanh nhân này nói, nếu không có gì khuất tất, nam MC và các nghệ sĩ khác sẽ giữ được danh dự, tư cách. Trong trường hợp phát hiện có lỗi lầm, mọi người sẽ phải chịu xử phạt trước pháp luật. Hiện tại, rất cần đến sự vào cuộc của lực lượng chức năng, còn việc tự tung bảng sao kê không thể chứng minh được điều gì. Được biết trước đó, Trấn Thành chia sẻ 100 trang sao kê đầu tiên trên fanpage. Tuy nhiên, anh nhanh chóng xóa bài, giải thích với dư luận rằng mình sẽ đăng tải lên Drive để mọi người cùng cập nhật một cách chi tiết nhất. Đáng chú ý, bản mới của anh khiến dân tình vô cùng thất vọng. Phần lớn người theo dõi đều cho rằng, chữ trong ảnh rất khó nhìn. Một số thông tin không cần thiết cũng bị che như thông tin giao dịch và số dư sau mỗi lần giao dịch. Đồng thời, không ít người nhận định, bản sao kê của Trấn Thành hoàn toàn không thuyết phục. Bên cạnh đó, một fanpage nổi tiếng, có chuyên môn về ngân hàng đã đăng tải bài viết cho rằng bản sao kê của MC này có thiếu sót lớn khi không hề có cột số dư cuối. Bản chất của cột dư cuối là chắc chắn phải có. Còn nó xuất hiện như nào, theo từng giao dịch hay kết chuyển của từng ngày thì do các ngân hàng lên phương án, có thể khác nhau. Ý kiến này lập tức nhận được sự đồng tình của nhiều người làm trong giới tài chính, ngân hàng. Hiện, mọi thông tin xoay quanh vấn đề minh bạch từ thiện, cũng như mọi phát ngôn của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng vẫn đang là chủ đề được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Còn bạn, chia sẻ cảm nghĩ của mình ở dưới video nhé!